Mày điêu. Phép thế nhờ, vô rẻ mà 2 triệu được. Mày được 9 đến 10 xem tao có mua iPhone X cho mày không? Nó đóng sủa câu đấy. 8 điểm thế rồi. Rồi bài mua iPhone rồi đi. Tôi cố gắng tôi học để được điểm cao như vậy, bây giờ mới thành công cấp à. Chết rồi. Ôi trời.